Đối với kéo này thì nó cái phát triển của nó tốc độ sản xuất nó còn xét vì mỗi sản xuất nó thường là nó còn to như còn tốc độ không tốc độ sản xuất là cái tốc độ sản xuất đấy nó thì nhỏ tạo cái đồ nhanh quá bây giờ để cho các ngày bây giờ các cái miền phải đổi liên tục mà này nhiều nhỉ. Em biết rồi, cái máy này nó tốt lắm, xịn lắm. Như gì thì không cần phải offset lên rồi. Chia ra 3 3 7 nhỏ như 3 5 5 3 3 7 hả? Chúng ta dư 3 5 5